Dạ vâng ạ, em Tượng Cô Đẹp Phúc Tấn em xin kính chào tất cả các quý anh chị ạ. Và trong video ngày hôm nay thì Tượng Cô Đẹp Phúc Tấn bên em xin giới thiệu tới quý anh chị nhà mình một bình hoa mai phú quý anh chị nhé. Bình hoa mai này thì bên em chế tác trên chất liệu đó là gỗ trắc đỏ đen ạ. Và trước khi giới thiệu những cái tác phẩm của bên em thì em xin giới thiệu qua cơ sở bên Tượng Cô Đẹp Phúc Tấn. Bên em ở tại địa chỉ ở làng nghề Mộc Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Anh chị đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với cả số điện thoại Zalo của bên em đó là 0389889968 anh chị nhé. Và hôm nay thì em giới thiệu tới anh chị nhà mình một bình hoa mai bên em mới hoàn thiện xong. Bình này thì bên em có kích thước chiều cao là 98, chiều ngang là 43 và chiều sâu là 40 anh chị nhá. Được chế tác trên chất liệu là gỗ trắc đỏ đen, một dòng gỗ rất là quý giá trên thị trường đấy ạ. Và cũng sắp đến dịp Tết đến xuân về rồi thì rất là nhiều anh chị mong muốn tìm kiếm những cái tác phẩm bình hoa mai này. Thì đây cũng là một cái video để cho anh chị nhà mình có thể tham khảo anh chị nhá. Và sau đây thì em sẽ quay máy gần để cho anh chị nhà mình có thể thưởng lãm một cách chi tiết nhất về tác phẩm này ạ. Đây ạ, trên màn hình của anh chị là một bình hoa mai bên em chế tác trên chất liệu là gỗ trắc đỏ đen với một cái màu đen huyền bí và trông rất là sang trọng anh chị nhé. Bình hoa này thì anh chị nhà mình có thể là về trưng bày tại phòng khách này hoặc phòng bàn làm việc, gần bàn làm việc của chúng ta đấy ạ. Hoặc những cái dịp Tết đến xuân về rồi có thể làm quà tặng, quà biếu những người thân, những người sếp của chúng ta thì rất là tuyệt vời anh chị ơi. Đây ạ, trên bình này thì bên em là còn giải thêm là những cái hoa lan anh chị nhá. Hoa lan hồ điệp này và những cái đôi bướm uyên ương đấy ạ. Những cái chú bướm này thì bên em là gắn trên mặt bình anh chị nhá, không phải là bướm liền. Và đây là em chế tác bằng một cái loại gỗ khác. Đấy, bằng gỗ xà cừ hoặc là gỗ lim Nam Phi nên là nó có màu nó hơi khác biệt. Nhưng mà những cái chú bướm phải màu sắc tươi sáng như này thì trông rất là thật luôn anh chị nhá. Và đây ạ, các anh chị cùng nhìn ngắm bình này của em là đường kính là 40. Đấy, được bo rất là tròn này, được tiện rất là tròn, rất là cân đối. Và những cái bông hoa mai đây ạ, bên em làm theo lối hoa mai là lối cánh cong anh chị nhá. Và 5 cánh thì được bên em chặt tỉa rất là đều ạ. Từng ghế tay đua của cây mai này thì đều là di sần toàn bộ luôn ạ. Và chế tác cây mai bên em chế tác theo lối thế dáng long uốn lượn rất là mềm mại này. Đấy, trên cây thì còn chế tác thêm cả những cái chú chim điểu này. Đấy, những cái chú chim điểu, những cái đôi uyên ương đây ạ. Rất là đẹp anh chị ơi. Và các anh chị biết là bình hoa mai, những cái bông hoa mai thì tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý cũng như là tài lộc ạ. Khi chúng ta trưng bày những cái bình hoa mai là trong gia đình nhà mình thì sẽ đem lại những cái tài lộc và những cái vận may đến cho gia đình nhà mình. Và hoa mai thì cũng là tượng trưng cho dịp Tết đến xuân về đúng không ạ? Các anh chị nhà mình hãy nhanh tay sở hữu những cái bình hoa mai này để trưng bày trong gia đình nhà mình này. Để đón một cái Tết Nhâm Dần thật là an lành và ấm áp bên gia đình anh chị nhé. Đấy, gỗ trắc đỏ đen thì màu sắc thì rất là tuyệt vời anh chị ơi. Và bình này thì bên em là chế tác tứ diện ạ. Sau đây thì em sẽ quay mặt sau để cho anh chị nhà mình có thể thưởng lãm một cách toàn diện nhất về tác phẩm này anh chị nhé. Đây ạ, mặt sau thì bên em cũng chế tác những cái tay tán đua ra rất là mềm mại này. 5 cánh hoa mai thì chặt tỉa đều như chia luôn. Rất là đẹp luôn ạ. Đấy, bình hoa mai phú quý tượng trưng cho tài lộc cũng như là những cái điều may mắn, những cái điều tốt đẹp cho gia đình nhà mình. Anh chị nào mà tham khảo cái video này của bên em muốn dinh tác phẩm này về thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại hotline của bên em đó là 0389889968 anh chị nhé. Và em cũng xin đọc lại kích thước để cho anh chị nhà mình có thể là cân đối không gian trưng bày tác phẩm này. Tác phẩm này thì với chiều cao là 98 ạ, chiều ngang là 43 và chiều sâu là 40 anh chị nhé. Và sau đây thì em cũng xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại anh chị nhà mình trong những cái video giới thiệu tác phẩm tiếp theo bên Tượng Cô Đẹp Phúc Tấn ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị nhà mình đã theo dõi video của bên em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ạ.